Video này nhằm giúp những người đàn ông có thể muốn trở thành anh em hộ chiếu nhưng nghĩ rằng họ có thể không đủ khả năng chi trả. Mọi người đều nói về việc sống ở Brazil tuyệt vời như thế nào, những người phụ nữ xinh đẹp, những bãi biển tuyệt vời và chi phí sinh hoạt ở một thành phố lớn, chẳng hạn như Rio de Janeiro hoặc São Paulo. Nhiều người sẽ xem các video trên YouTube và nói rằng họ không đủ khả năng sống ở Brazil. Chi phí sinh sống ở Brazil ít hơn ở Philippines và với mức sống cao hơn. Thêm vào đó, Brazil cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi người, bao gồm du khách, khách du lịch, tất cả mọi người. Một số người đã có thể kiếm được chỗ ở tại Thái Lan với giá chỉ 10 đô la Mỹ một đêm, hoặc chỉ 100 đô la Mỹ một tháng. Vấn đề là, làm nghiên cứu của bạn. Mọi thứ có thể không tốn nhiều tiền như bạn tin hoặc nghĩ. Liên kết đến video và kênh YouTube mà tôi sẽ đề cập trong video này nằm trong phần mô tả. Người đàn ông này đã đi du lịch khắp thế giới trong hơn 13 năm và trong 4 năm qua, anh ta đã đi khắp thế giới cùng với bạn gái người Malaysia của mình. Họ đã đi khắp Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ có thể mua được vì họ không ở lại các thành phố lớn. Kênh YouTube của anh ấy cung cấp thông tin về cách đi du lịch khắp thế giới với giá rẻ. Ngân sách của anh ấy là từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ một tháng, bao gồm thức ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại và chi phí cho hai vé máy bay. Anh ấy kiếm tiền từ Internet. Các clip sau đây là từ một trong những video của anh ấy về việc chuyển đến Brazil và sống ở một trong những vùng ngoại ô của một thành phố lớn. Vì vậy, video này nói về chi phí sinh sống ở vùng ngoại ô hoặc ngay bên ngoài một thành phố lớn ở Brazil là bao nhiêu. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về chi phí sinh sống ở Brazil, trước tiên chúng ta hãy nói về chi phí bay đến Brazil từ Hoa Kỳ là bao nhiêu. Đây là trang web chuyến bay của Google. Tôi đến từ Chicago và sắp tới Rio de Janeiro, và tôi muốn có một vé khứ hồi. Như bạn có thể thấy, nó có giá khoảng 800 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nó chỉ tốn 500 đô la Mỹ cho vé khứ hồi đến Rome và 400 đô la Mỹ cho Cartagena, Colombia. Vấn đề là mọi thứ có thể không đắt như bạn nghĩ hoặc tin. Tôi biết những người đã có vé máy bay khứ hồi đến Thái Lan hoặc Philippines với giá khoảng 800 đô la Mỹ. Và nơi mà người ngồi cạnh anh ta trên cùng một chiếc máy bay đã trả hơn 1.600 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào thời điểm bạn bay trong năm, nếu bạn đi vào ngày cuối tuần so với ngày thường và bạn đã mua vé máy bay trước bao nhiêu. Người đàn ông nói rằng ngân sách của anh ta là 500 đô la Mỹ. Tuy nhiên, anh ấy đang trả tiền thuê căn hộ 2 phòng ngủ của mình và thuê một căn nhà 2 phòng ngủ cho. Khi bạn trừ tiền thuê căn nhà 2 phòng ngủ mà anh ta phải trả, thì ngân sách của anh ta giảm xuống còn 420 đô la Mỹ. Tôi nghĩ rằng trả 80 đô la Mỹ một tháng cho một ngôi nhà là một mức giá tốt. Vậy bạn đang ở Brazil phải không? Đúng. Vâng, tôi đang ở bang Bahia, Brazil, phía đông bắc Brazil, trong một thành phố nhỏ cách thủ phủ của bang, Salvador, khoảng 3 giờ đồng hồ. Ở Brazil, bạn có thể sống trong một thành phố lớn, giống như một thủ đô lớn. Mỗi bang có một thủ đô. Rio hay bạn sống ở cái gì gọi là nội thất, nội thất? Đây tiền thuê nhà của tôi. Tôi sẽ bắt đầu với điều đó. Tôi sống trong một căn hộ chung cư mới toanh, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mới. Một khu vườn nhỏ, khu vườn riêng. Có một hồ bơi lớn. Một phòng tập thể dục và một khu chung cư. Cho tất cả những thứ đó, tôi trả 170 đô la một tháng. Bạn biết ở đây tôi có một phòng tập thể dục và một hồ bơi đẹp. Có một loại khu vực nướng và quầy bar. Và như tôi đã nói, tiền thuê nhà của tôi là 170 đô la một tháng. Tất cả một mình tôi. Tất cả cho bản thân tôi. Điện lực. Tôi trả khoảng 40 đô la một tháng. Đó là một chút cao. Anh rể tôi luôn mắng tôi vì hóa đơn tiền điện cao như vậy. Hóa đơn tiền nước lên đến 20 đô la một tháng. Internet. Tốt mạnh mẽ, Internet không giới hạn. 14 đô la một tháng. Điện thoại di động. Dịch vụ điện thoại di động tuyệt vời. Vô hạn. 10 đô la một tháng. Món ăn. Tôi ngân sách 120 đô la một tháng. Tôi là người ăn chay. Brazil là xứ sở của trái cây nhiệt đới và rau tươi tuyệt đẹp. Vì vậy bạn sẽ không bao giờ đi. Bạn có thể ăn rất ngon, rất rẻ và rất tốt cho sức khỏe tại Brazil mà không tốn nhiều tiền. 46 đô la là số tiền tôi dự trù cho các loại thuốc của mình.
khoảng 3 năm rưỡi trước ở San Francisco, tôi bị đột quỵ, khiến tôi rất sốc. Bây giờ tôi ổn. Không có vấn đề gì, nhưng tôi phải uống 4 loại thuốc mỗi ngày. Bạn biết một, chỉ là một trong những loại thuốc một mình. Tôi hơi lo lắng về điều đó, bởi vì rõ ràng, tôi không thể có được. Chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ không hoạt động ở đây. Một trong những loại thuốc. Chỉ là một trong những loại thuốc kỳ diệu mà thôi. Nếu bạn phải trả tiền cho nó, chỉ một loại thuốc ở Hoa Kỳ cũng có giá hơn $300. 4 loại thuốc của tôi, tất cả 4 loại cộng lại, ở Brazil này chỉ tiêu tốn của tôi $46 một tháng. Bạn không cần đơn thuốc. Giống như ở Mexico. Rất nhiều nơi các nước Mỹ Latin. Bạn chỉ cần đi đến nhà thuốc và cho họ xem những gì bạn muốn. Miễn là nó không phải là thuốc hướng thần. Bạn có thể nhận được bất cứ thứ gì bạn cần và muốn với giá rất thấp. Như tôi đã nói, tôi không cần lấy đơn thuốc. Anh rể tôi vừa đưa tôi đến hiệu thuốc. Tôi chỉ cho họ xem toa thuốc Mỹ của tôi. Tôi đã cho họ xem cái chai của Hoàn Lens. Họ đã xem xét nó và đưa cho tôi loại thuốc tương đương của Brazil, là thuốc Generic ở đây. Để tôi nói cho bạn biết về hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ở đây tôi đã đi khám bác sĩ 2 lần trong 6 tháng. Tôi bị mất nước nghiêm trọng. Tôi đã không uống đủ nước và trời nóng. Tôi nghĩ rằng tôi đang có một cơn đột quỵ khác. Nó giống như một cơn đột quỵ. Tôi đến bệnh viện công. Tôi đã nhận. Họ đưa tôi đi ngay lập tức không chớp mắt, và không hỏi tôi bất cứ điều gì ngoại trừ tên của tôi. Họ đã tiêm tĩnh mạch cho tôi, cho tôi chụp cắt. Và tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Hiến pháp Brazil đảm bảo mọi người đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay cả khi bạn là khách du lịch. Ngay cả khi bạn là người nước ngoài. Ngay cả khi bạn đang có thị thực cư trú như tôi. Thật là kinh ngạc. Là nó tuyệt vời. Không. Tôi không biết liệu mình có muốn phẫu thuật não ở đây hay không. Đôi khi bạn phải đợi rất lâu trong phòng chờ. Nó có thể là một chút bận rộn. Đặc biệt nếu bạn đang được chăm sóc ở thành phố lớn. Đúng. Nhưng nó ở đó. Nó ở đó nếu bạn cần, và như tôi đã nói, trải nghiệm của tôi thật tuyệt. Lần khác tôi chỉ có một việc nhỏ. Tôi cần một bác sĩ da liễu và tôi đã đến một bác sĩ tư nhân, và chi phí đó là $20. Được rồi, tôi đã có một điều nhỏ tốt loại bỏ khỏi khuôn mặt của tôi. Vì vậy tôi thấy chăm sóc sức khỏe cực kỳ dễ tiếp cận. Cháu gái 18 tuổi của tôi vừa chuyển đến một ngôi nhà ở Brazil, và tôi trả tiền thuê nhà cho cô ấy. Tiền thuê nhà của cô ấy là $80 một tháng từ ngôi nhà 2 phòng ngủ có phòng tắm và sân sau. Đó là cách giá thuê rẻ ở đây. Vậy là nâng tổng chi phí hàng tháng của tôi lên $500 một tháng. Tôi đã ở lại Airbnb trên toàn thế giới chỉ với $11 một đêm và Airbnb là một điều tuyệt vời. Cảm ơn vì đã xem. Hãy nhấn nút thích, đăng ký. Để lại bình luận và chia sẻ video này.